Hello, em Toàn xin chào tất cả mọi người nhá. Em Toàn xin phép là được gửi một lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả mọi người. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ. Hôm nay em Toàn có một em bình siêu hot đây mọi người. Đấy, một em bình của Kutani. Thời Edo nhá, chuyện Edo nhá mọi người nhá. Đấy, vé tích đây mọi người này. Đây là vé bảy vị thần này. Đấy, vé bảy vị thần và có một chú hạc này. Ở dưới bóng cây tùng này mọi người. Đấy. Đây có chú hạc này nữa. Ở bên này là có một vị tướng samurai nữa mọi người. Họa tiết là vẽ tay nổi khối lên nhé mọi người nhá. Bên này thì là có hoa mẫu đơn và một con chim này. Đấy. Bên này thì là có cây tùng này. Dưới bóng là chùa này. Đấy. Ở bên dưới này là có một đôi chim công này mọi người này. Đấy. Đuôi chim công này mọi người. Đấy, đặc biệt ở cái chỗ này nhé mọi người nhé, mọi người lưu ý giúp em cái chỗ này nhé mọi người. Chỗ này là em không biết là nó do bị lỗi mực hay là như nào, về cái này thì em không dám, em không biết, nhưng mà là nó nằm ở bên trong trong men nhé mọi người nhé. Cái chỗ này này nằm ở bên trong, khi người ta phủ men rồi là có khi là người ta phủ men nó sẽ ra này, nhưng mà cái này thì em nghĩ là nó bị lỗi ngay từ đầu rồi, chứ em không phải là họa tiết nó vẽ như này. Chỗ này là khả năng là cái cây, cái đèn chùa nào mực nó bị thôi ra mọi người nhá. Nhưng mà nó đã phủ men rồi nhá mọi người. Nó ngay từ đầu nó phủ men rồi. Nhưng hàng này quá là đẹp luôn các bạn. Đây có đôi lân bên trên này mọi người. Đôi chân, đôi lân này vẽ vàng. Đấy, đây để em quay sát lại cho các bác xem này. Đấy. Đấy các bác thấy chưa? Đôi lân này. Những cái chỗ họa tiết này là cũng vẽ vàng này mọi người. Hàng khá là đẹp luôn. Hàng siêu VIP này. Nó nhất dáng nhì già, nó cái dáng cái bình này quá là đẹp luôn các bạn. Đấy, đôi lân này mọi người. Đấy, các bác thấy chưa? Quá là phê luôn. Đấy. Ở đây là có vẽ là ba chú tiểu mọi người và có một con ngựa này. Ở đây là có một vị gì đây nữa em không biết này, trên là cây tùng này. Miệng nó các bác này. Đấy các bác, em quay một vòng miệng nó nha mọi người. Miệng vẽ vàng quá là đẹp luôn các bác ạ. Đấy, bên trên này các bác. Đấy, mèn dạng quá là đẹp luôn. Đấy nhá, để em quay vào cái chỗ mà vừa nãy em bảo ở đây các bác nhá. Nó hơi rung các bác thông cảm. Đây chỗ này các bác này. Đấy. Đấy, toàn bộ là nó nằm ở trong men nhá các bác nhá. Đấy. Búng vẫn bình thường, không có lọt bọt gì cả. Em nghĩ là cái này là nó ngay từ đầu tiên rồi, chứ không phải là về thời gian nó bị. Cái này ngay từ đầu tiên rồi. Thì nếu mà thời gian gì nó cạo nó sẽ có vấn đề gì, nhưng nó ở bên trong men. Không có một vấn đề gì cả. Đấy. Đây ở bên dưới này là một chú công đây. Một đôi công đây mọi người. Đấy, rất là đẹp luôn. Cái này dáng quá là đẹp luôn các bác ạ. Đấy, các bác thấy chưa? Đấy, đẹp quá. Ở đây có cái dòng suối này mọi người. Trên là vẽ bảy vị thần. Quá là đẹp, cặp cái bình này quá là chất luôn. Đấy, các bác thấy chưa? Quá là đẹp luôn. Chiều cao của em này là khá là lý tưởng các bác nhé. Để em kéo nó lên một chút. À, nó hơi rung các bác thông cảm cho em nhé. À. Đây là cái này nó hơi to nên là em quay thì em phải chuyển máy quay nên là nó hơi rung. À, các bác thấy chưa? Cái dáng đẹp chưa? Sáng quá là đẹp luôn. Chiều cao là 77 nhé mọi người nhé. Chiều cao 77 luôn. Khá là đẹp luôn. Em đo miệng của nó. Miệng của nó là 26 nhé mọi người nhé. Đây rồi các bác nhìn này. Đây đây. Miệng là 26 rồi. Đấy, miệng 26. Khá là đẹp luôn. Em đo luôn vào bụng mọi người trước này luôn ạ. Vòng bụng của nó là 117 nhé mọi người nhé. Đấy, và mộ 117. Hàng quá là đẹp luôn. Đây các bác.
em nói thật các bác cái bình này là khoảng khá là đẹp luôn này, các bác xem những cái này này. Nếu mà về để trưng bày lên nó trông nó rất là sáng, ở trong video này nó như này thôi, nhưng mà thực ra ở ngoài nó rất là đẹp luôn. Như hiện tại em đang nhìn trong cái máy ảnh thì nó không đẹp bằng ở đấy. Ở đây là các bạn, nó chỗ từ chỗ này nó vuốt lên nhá. Khi người ta nặn gốm vào chỗ một cái chỗ điểm này là toàn bộ là xung quanh là vẽ vàng, là nó có nổi khối lên nhá mọi người nhá. Như kiểu là người ta đắp một cái đường chỉ ở đây. Đấy, bên dưới này là một đường nhỏ này, bên trên một đường, chỗ này là đắp nổi lên này, bằng ngón tay nổi lên này, chỗ này là một đường chỉ lớn này. Đấy, hàng quá là đẹp luôn, hàng quá là chất luôn. Bây giờ để em cho các bác xem chuyện nó nhá. Ấy chà chà, ôi nặng quá. Đây các bác xem thấy chuyện nó chưa? Ấy chuyện hàng này là chuyện thời Edo nhá mọi người nhá, chuyện thời Edo này. Đấy, rất là đẹp luôn, nặng quá. Cốt gốm thì quá là ok luôn các bạn. Đây các bác xem, đây cái chỗ viền nó đây này. Đấy, rồi em đặt nó vào đây để em quay cho các bác xem, sáng quá là đẹp luôn các bạn. Đấy các bác thấy chưa, sáng đẹp chưa, quá là ok luôn. Đấy, các bác nào mà ưng chiếc bình này thì các bác cứ liên hệ với em Toàn qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668 mọi người nhé. Để em tháo máy quay ra, em quay sát lại cho các bác xem một lần nữa. Đấy, các bác xem ở bên trên nó này. Đấy, các bác xem như này thấy đẹp chưa. Hai con lân này các bác vẽ vàng kín luôn, ánh vàng luôn ở bên dưới đây. Đấy, đẹp quá các bác. Đấy, thôi em Toàn xin phép là kết thúc video đây đây mọi người. Nếu mà mọi người ưng ý sản phẩm này, mọi người cứ liên hệ em Toàn qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668 mọi người nhá. Thôi em xin chào tất cả mọi người.